mái che. Con này mới cập bến cửa hàng bên em là tiến hành rửa sạch sẽ rồi. Chạy xuống
vời luôn rồi nè. Lợi dầu, đặc biệt là nó lợi dầu chạy nhanh. Đó, tay lái của nó chạy cực kỳ rất là nhẹ nhàng. Đó, các bác coi nè, thấy chưa, ốc tích nè, rất là đẹp luôn. Chưa rửa ra, chưa rửa gì động cơ máy chỉ nguyên xi này, rửa ra thì thôi. Hồi trước là các bác, các bác nào cần làm nhiều quá thì đầu tư con này hợp lý luôn nha các bác. Về các bác ở đây sẽ làm thoải mái rồi, làm thêm làm đồ là vô tư luôn. Một con xe nguyên zin từ Nhật về, động cơ máy chưa hề dọn dẹp. Bên em chỉ rửa bức phần phía bên ngoài nha, rửa phần phía bên ngoài là đánh bán ngoài sơ ba cho bán tham khảo thôi. Ba số xới nè cả nhà, con này là tầng như chặt đấy luôn rồi hết. Đó, nguyên xi vậy luôn cả nhà nha, dưới ghế ngồi đó nè. Nhật về mà các bác còn đang nhớ là những con xe ở bên bãi bên Nhật á là người ta đã để phơi nắng phơi mưa phơi đông phơi tuyết, à, nắng gió mưa tuyết, à, qua một thời gian dài thì tất nhiên là cái nước sơn của nó các bác phải thay màu nha. À, thấy không, xe nguyên xi thế này nha. Mấy cái xe mà US này là cái thùng dầu nó cũng khá là lớn luôn cho bác nha, nó trên 30 lít và dưới 40 lít nha bác. Nè, Yamaha US 32. Tem mát nguyên xi. Đó, nguyên xi hết nha các bác. Nó bị cháy nổ cho sơn, chỗ nước sơn đâu. Còn rất là tuyệt đẹp. Mua rồi các bác muốn giảm lại thì bên em sẽ tiến hành giảm lại cho cả nhà mình nha. Cái hộp này là các bác sử dụng bên nghiêng nha, bác là sử dụng bên nghiêng rồi vào đây. À, em đi tới phần 4 quả lớp. Lớp trước bên em thay lớp mới là lớp Otani của Thái Lan nha, 76. Rồi lớp mới rồi thì mâm nguyên xi luôn nha cả nhà. Đó, mâm nguyên xi luôn. Lớp mới rồi thì em không cần đi sâu nữa. Lớp sâu 12.426. Lớp sâu là 12.426, còn vòng khá là đẹp nha cả nhà. Có đít tôn bay in ra ban của Nhật luôn. Mâm đồn VC nha các bác, bên em chưa có dặn gì bốn quả mâm này nha. Gai còn rất là cao, rất là đẹp luôn. Các bác xem gai nó nè. Đẹp thôi, con này bốn quả lớp đẹp xuất sắc. Rồi, kính chào cả nhà nha. Em xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà ngày nào cũng gặt hái nhiều thành công. Hãy subscribe.
Đây là Yanma US 32 mái che. Yanma US 32 mái che nha cả nhà. Full cơ chạy được lái chạy nhanh. Động cơ máy bếp kim. Nguyên zin từ Nhật về. À, động cơ máy là bên em chưa có rửa. Các bác nào cần sở hữu thì cứ nhắc máy liên hệ nha. Rồi kính chào cả nhà.